bắt đầu mà mình vô cái nồi skin này á, bà xã giới thiệu mình vô đó là mình vẫn còn uống thuốc tây, cũng vẫn còn đi bác sĩ cho uống, nhưng mà đêm nào ngủ cũng không được, nó đau, nó nhức, nó mỏi. Nhưng mà khi mình uống qua thì tới bây giờ rất là khỏe mạnh, không vẫn ngủ được, ăn được, ngủ được, khỏe mạnh. Trước là mình có uống cũng uống khoảng chừng hai từng lần đầu, hai từng lễ là bắt đầu mình thấy mình khỏe rồi, khỏe hẳn luôn á, là bắt đầu mình bỏ thuốc tây luôn. Bây giờ mình vẫn còn uống thì rất là khỏe mạnh. Không, tôi chỉ uống một loại đó thôi. Nhưng mà cái chân sao, cái chân đó là cái chân em giờ đi rất là khỏe mạnh luôn. Hồi trước bị gì? Hồi trước bị gì? Hôm trước em bị replay cái đầu gối em á, là coi như là cái xương nó chạy ra vậy, nó giạt cái xương, nó bỏ, nó cầm hai miếng sắt vô, bắt bốn ốc vô, mà đêm nào nó cũng hành, nó nhức, đau lắm. Nhưng mà từ khi em dùng cái thuốc đó uống vô, rất là đứng đi dưỡng khỏe mạnh. Tháng 4 là bây giờ là 5 tháng, 4 tháng à? 4 tháng rồi mà rất là khỏe mạnh. Mà hồi xưa mình ngồi mình lái xe đi á, mà 10 phút, 15 phút là nó nhức, nó đau lắm. Bây giờ mình lái từ đây xuống nọt khâu na sau đó, đỉnh bần, không có gì. Mình rất là tốt. Bây giờ mình vẫn còn dùng. Chỉ uống có một loại đó thôi đó.